Dạ, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Moon Official. Hiện tại em đang có mặt tại chung cư nhà Lâm Bi. Bữa giờ mới gặp là hắn mới lên lại Sài Gòn nên là hôm nay Lâm Bi cũng qua nhà ăn uống đấy. Hôm nay Lâm Bi chuẩn bị đồ ăn rồi thì mình cũng góp một ít mồi đấy mọi người. Nguyên một thùng vừa có mồi vừa có quà và quê luôn. Như mọi người đang ăn. Hello. Đông. Xin chào mọi người. Trời ơi, nay đông vui quá trời luôn. Món gì đây? Đây em mang một phần mồi qua đây. Thôi chip luôn. Về đây. Và 337 nha. Nặng quá. Có gì mà nặng đấy? Không toàn là mồi thôi á. Món gì thiếu? Thế chán như đẹp. Chào mọi người, trở nên toàn bạn mới hả? Khách quý nha. Từ từ, kia đây lấy cái kéo trước kìa. Cái kéo này. Đây, các bạn nhỏ hơn luôn. Các em hả? Các em đúng không? Nhưng em vẫn là nhỏ nhất đúng không? Không, đây có 24. Đây giới thiệu bà con cô bác rồi, Lâm Bi và các bạn trong công ty mình luôn hả chung? Công ty bạn cái này bạn học của em. Đây là mấy bé này xưa nó làm với em công ty quay đây nhỉ? Em có phiền lắm không? phiền lắm mọi người ạ. Tại vì không biết là nay có mọi người qua đang tưởng ấy. Không, phiền lắm. Tạo bất ngờ cho nó mà mình cũng tự nhiên mình bất ngờ. Bọc đấy, quay sơ mọi người thôi, cho mọi người quay giới thiệu mọi người đừng, xíu. Đừng quay, thể nô lắm rồi, không biết là gì luôn. Mà nặng phết nha. Nặng lắm. Sẽ có bất ngờ. Đấy, không, mang sang là nói là mang mồi qua. Chị đúng không? Chị mua gà đúng không? Thì chị không, con thì cứ mở đi rồi biết. Nguy hiểm lắm mấy bà. Nói chứ lâu rồi, bữa giờ về quê không gặp Lâm Bi mọi người. Nay gặp làm gì? Lâm rủ qua nhà nhậu nên là kêu mua mồi với là mang ít quả quê cho Lâm. Mà tự nhiên mọi người đến như này đúng không? Thì kệ, mọi người đừng nhìn nó quay hết ra ngoài kia ngắm hoa nha. Gia đình xin cảm ơn. Gia đình xin cảm ơn. Nếu không tiện thì có thể để tí nữa. Không, em lỡ rồi, trong khui luôn ăn luôn rồi chứ để tí nữa. Cái gì ta? Ê! Hay mang muối. Nè, khui đi. Muối gì ai mà mang nhậu muối bao giờ? Chị chuyên đề tặng muối. Thề. Ở núi nhưng mà toàn mang đồ biển. Thấy mùi măng à? Ngon. Vậy thì cũng măng khô. Nhưng mà cái này phải thề luôn chứ mà. Kinh mọi người thấy chuẩn không? Chuyên đề đi tặng muối, không hiểu luôn. Chưa, còn nhiều bất ngờ nữa, mở ra đi. Xin lỗi là thiệt mọi người. Mà muối đây, muối này nó phải cỡ gì ấy mọi người. Đây, biển đây. Chịu luôn, chị cũng bần nó vừa đây. Trong này sẽ trời ơi, nhiều món luôn. Ngon hấp bất ngờ lắm. Đây, măng khô này, bữa ăn hết chưa? Trời, nó giống kỳ thị mất rồi, chị măng khô luôn. Ô, cái này em mới coi clip này. Mà em kỳ thị thật đấy, một cây mà mang cho con em này. Không phải, bữa là nó chưa có to, đợi nó to là nó rụng hết rồi, nó còn lại quên nó còn nhỏ rồi, giờ còn lại mấy trái to. Thôi chị sợ rồi, thôi chị cũng mới có thể hai trái nhỏ tặng em nếu mà chị có lòng. Không, trái này là chị lựa những trái ngon nhất rồi đó. Má ơi, lạy luôn, em muốn lạy luôn. Đây không, đây là món đặc sản trên chị đó. Lâu nó kém, cái này chị để ngủ lại mấy tháng rồi đúng không? Đâu đấy để sông này, xù vít này. Sông cái gì? Cái này là đạp su su đúng không? Sông này là rau mốc đắng. Chút chị biết hôm nay ăn lẩu cái này tưởng là đấy là để uống nước rồi đấy. Lạy luôn. Má khô thì để uống nước. Trời, tủ lạnh có bao nhiêu là tôi hốt hết qua cho mày. Em chắc chắn để tủ lạnh mấy tháng trời luôn. Này. Em ơi, ớn luôn đấy, em chịu chị luôn. Cái gì đây? Con đi ăn được nào, con đi ăn à? Cái gì đây? Sầu riêng đông đá. Ngon lắm á. Thì để dần mãi chứ. Lần đầu tiên em thấy chị em nó bẩn đến cái cỡ này luôn. Cái này còn đây còn món đặc biệt nữa. Thôi mọi người đừng xem nó thấy cướm. Nhà mình không đến cái nỗi như ngon, đang cần, đang cần. Đang cần đâu, ăn
đang cái này mua cái mang qua nhậu hình như không nhận được rồi, xuất hiện giờ xem phim trùng nổ nó móc không còn ăn được à? Cái gì cũng ăn được hết á, chị chắc chắn ăn được cái này ăn được nè. Ồ ngon ngon ngon, này ăn được nè. Biết gì không? Cá khô. Khô cá mối. Ừ thì cá khô là giống khô cá mối. Chút nữa ăn trắng miệng. Đúng luộc à? Hay đi nhờ, đúng chán luôn. Tất cả mọi người đang chán mặt rồi. Đến đây phải rủ mọi người đập chân. Không ngờ chung. Chú luộc à, chú luộc à. Đây, nè, chú luộc. Mướp đắng à? Mướp đắng, mướp đắng nguyên thật. Nhìn thấy là biết mướp đắng. Hóa thật rồi. Hóa thật. Không hồi đầu. Chị tặng em. Đấy, mỗi đứa cái mang về mà nấu nước. Thôi đừng, nấu cái này đừng lấy nữa. Đấy, còn đấy. Cái gì vậy? Hành lá với rau thơm. Tại trong nó ướt người bị mấy tháng. Kinh khủng. À, cái này ăn được nha. Cái này ăn được nha, chắc chắn. Cái gì ta? Đây, cái này là không từ chối nha. Ngon, ướp lạnh luôn. Ướp lạnh. Mọi người biết bên này ở đâu nào? Chị cún mang sang từ năm ngoái. Chị bảo buồn có bỏ ra nhau. Chị còn hạn. Từ năm ngoái luôn á trời. Không, làm gì từ năm ngoái em khủng á. Còn 18 tháng 3, 22. Phải cứ xin đi em. Hồi hết rồi đúng không? Mới hết một tháng. Đây, nói thôi, nói đùa chứ đây. Cái này là nhầm nè. Cái này là nhầm. Cái này cũng ăn được, cái này ăn được, ăn được. Nhưng mà cái đó phui rồi. Cái này tinh bột nghệ đúng không? Cái này là trứng nè. Đó. Wow, thôi. Cuối cùng thì cũng không, từ từ đâu cũng phải. Kìa, bia đến kìa. Mở ra. Thấy chưa? Thấy chị có tâm chưa? Đi qua nhậu một đâu không? Kéo đây. Kéo này em giữ mà. Cuốn tới. Chứ đừng làm gián đoạn bữa ăn của mọi người quá. Đây kéo. Kinh quá mọi người, em chịu luôn. Cái này là vui thôi. Cái này là tiền thể mình mang qua. Kìa lại bia tiếp kìa. Cún mang bia mà. Chịu luôn. Không, từ từ phải mở cái này ra xem sao đã. Cái này cũng nguy hiểm lắm, bảo trứng nhưng mà chưa chắc phải trứng. Trứng á. Chị Tống cho em đi coi bói quá vậy. Trứng chứ còn gì nữa. Mày thấy chị Tống có chị không? Bỏ gạo rồi còn phải cuốn cả giấy nữa. Không, gia đình cảm ơn và hậu tạ nhưng mà cảm ơn và hậu tạ. Em cũng chịu chị luôn. Chị cũng đây đây mấy món chính đấy, mang gà qua em mọi người bảo, ủa sao nó còn sao cái này vậy. Rồi bỏ ra đĩa để ăn cái này vui hơn mọi người đó, vừa ăn được vừa không nha mọi người, không nhưng nhờ nấm mình mới dọn được cái đồ. Em cũng chịu luôn, những cái này là chắc đóng từ cái thời nguyên thủy nào bây giờ. Trời ơi, quà quán Khương đó chị chia sẻ cho em mà không, nhưng mà tự nhiên mình có lý trí nha. Bà nội này bà đi đâu là bà theo muối đấy, bữa tặng ăn Khương rồi mà vẫn chưa hết. Bên đây còn dư lại. Thôi thì em phân phát nha, thì cái này chút nữa nào hết mình ăn tiếp. Chẳng mấy khi mà. Ủa, có một mình hả? Qua đây. Hôm nay em có lộc lắm, ai cũng đến mang rượu. Còn hai bà nội này thì sang mang bia. Đó. Chị là đồ sộ nhất thôi. Đồ sộ. Tâm nhất còn gì nữa. Nhưng mà chị hỏi xem ăn được mấy món. Ăn được mấy món. Được mà, ăn được. Đây là những món đều ăn được nè, thấy không? Nè ăn được nè. Chị Cún ơi, bia của chị từ cái thời nguyên thủy pha ra ân rồi nè. Giờ tháng 3. Không, món này được nha. Món này em đang cần. Sao chị không cho em mật ong luôn đi? Ai biết bữa cho tưởng chưa hết. Cái này là mặt hàng mới nên là mang qua cho dùng thử. Bao nhiêu mà đủ? Nhưng mà những cái này em trả chị nha. Em không biết. Có đứa nào rắn đi chiên. Vẫn ăn được, đảm bảo vẫn ăn được. Em chiên rồi em mang đi chiên. Không bỏ sót được không, cái này chiên. Đây anh đi chiên này. Đây ăn chiên cái này này, ăn khô cắm mối này, cái này ngon này. Này ngon nha. Cái này đảm bảo vẫn này em rất là thích. Hôm ở Hà Nội vô cũng mang một mấy cái thằng này cái vô. Rồi coi cái mận bữa chị quay chưa? Thì em đó. Coi em mới biết chị hái cái bộ. Ừ. Sai chịu chít luôn. Kinh nhỉ, ngon. Cây đấy còn không? Mấy nữa em lên rồi, còn mấy đứa lên là nó không còn lá.
làm sao nó rụng nhanh vậy được? Rụng nhanh. Bây giờ nó đã chín, nó đã to như thế này rồi mà đòi mày lên. Quên nói giới thiệu một vòng mọi người đi cho. Đây là bé Trà. Có duyên chị cũng đang quay clip, mọi người có ngại không mình lên kênh của chị xíu. Còn độc thân không? Độc thân vui tính. Độc thân vui tính đó mọi người đấy, quay đó toàn xinh gái. Đây độc thân nhưng mà hơi khó tính. Sinh năm 95 chỗ bồ. Tên giới thiệu tên bé Trân. À bé Trân ủa không quên à? Không nhìn nãy giờ quen. Không quen nè, bông với chân nè. Chân nãy giờ ngồi không nhớ, không nhớ quen nhưng chưa nhớ lắm. Linh, cũng Linh luôn. Linh này đang làm bên sách đúng không? Bên sản xuất sách. Công ty mình đó hả? Sản xuất sách của bên giáo dục ấy. À. Đây là Uyên. Nhìn. Em Uyên là em gái của Linh. Ờ, nhìn không đâu. Hai chị em đều độc thân vui tính. Không, con này hơi khó tính. Mãi chưa có bồ, ví dụ như đến tuổi chị em mình gọi là bà rồi ấy thì nó thì phải cứ cụ không cai tám được, hiểu vậy. Còn bên này là bông thì xuất hiện nhiều lên clip công ty mình rồi. Còn phía đằng sau thì có rất nhiều các anh chị nữa. Khóc bạn này ạ, bạn này thì đang bạn này bạn đạt cũng đạt luôn. Nhà yêu hả? Nhà này vâng, người yêu thì mình không nói khó tính hay dễ tính thì là biết liền gì nữa. Đồng quê Đồng Nai. Rồi lâu lắm rồi thôi, chắc cả còn là Linh quay phía đằng sau đang rất là nhộn nhịp chiên những món ăn của bạn ơi mang sang đấy, cuốn những con cổ. Ôi vô đi hôm đó chứ hôm nay qua bất ngờ tại lúc nãy nấm không có nói là có mọi người qua thì em đâu có kịp nói, em nói em xái trong thịt này em sẽ gọi cho chị đó. Em làm mọi người qua là chị sẽ còn chuẩn bị nhiều hơn. Không biết mọi người chị qua đi nhìn chuẩn bị hơi ít, mọi người thông cảm ha. Chị bảo chị lấy hết cái tủ lạnh rồi chứ còn bảo nhiều ít thì chị nói câu trước mất câu sau luôn đó mọi người. Còn nhiều vậy mà không mang mì tôm hoặc nước mắm cũng được. Còn nhiều lắm, tại vì nhà này đãi khách nhiều mọi người ạ. Mỗi lần làm như vậy tốn tiền lắm, tưởng vậy chỉ có hai chị em đâu biết cũng đâu có mọi người. Lần sau mà em nói chỉ có một mình em với chị ấy thì chị phải nhân thêm 10 người nữa. Còn nếu về nói em với vài người khác nữa thì chị biết là nguyên một nhà. Không hiểu làm sao mà hiểu được. Nay có món gì ạ? Đây. Ôi, đây xuống. Món này là món hết sảy con bà bảy. Đây là tôm mà lẩu gì á? Đây là lẩu. À, lẩu sụn nha. Sụn hả? Sụn thịt kiểu gọi là cái gì hả? Sườn sụn á. Sườn non. Gà này gà mắc gà trên nước. Em mấy đứa cứ ăn đi, đừng có đi dừng lại nó mất ngon. Bỏ đi. Ăn đi. Ừ, bỏ ra đi. Tại chị là mọi người mất ngon nên có ai cả. Nó bảo mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Không tự nhiên nổi. Chị Cún ơi, lấy này bỏ đồ chua này. Khoai nhà nấm ăn là lúc nào cũng có món lẩu hết mọi người. Không phải, vì mọi người đều thích ăn lẩu cho nó ngon. Lẩu với nướng là hai món không thể thiếu. Ủa cái đó nó chưa chặt hả? Hình như chặt rồi mà. Chặt rồi. Chị mua ở đâu vậy? Mua ở Việt Hương gì đó. Lúc đầu là bảo thôi bà Ngân đến đừng ai để ý, đừng ai quan tâm. Nhưng mà cuối cùng bà chơi mình một vố luôn, là bà mang một tủ lạnh khô. Đúng khô luôn đấy mọi người. Cảm động thì nét cảm động. Không phải không cảm động. Cảm động với mắt. Nó lố. Động xỉu lên xỉu xuống. Nó ố về. Tội nghiệp con em. Ông chị cũng đã được ăn đâu. Bắt con quay mà em chưa kịp bỏ cái này xuống luôn á. Vừa bước vô là quay liền. Chị có biết là này, em cầm em bê cái thùng này mà chị xem chân em nè. Đấy. Linh nó ngậm đắng nuốt cay mà chị còn bắt em đến em không nữa. Toàn mày cảm động vậy. Toàn tập bắt giống cái nét đau khổ đúng không? Đời làm gì mấy ai. Ăn đi nói. Ăn đi. Đâu rồi miếng sầu riêng của em nào? Em nhớ. Đưa em cất đi. Sầu riêng nó còn tuổi thọ, nó còn dài. Không, nhưng mà đưa em cất đi. Em cất vào tủ lạnh mà em làm riêng sầu riêng. Ăn được. À. Đây. Mọi người ạ, mọi người làm chứng em tí nữa mà mang cái gì về này em đấm đâm mắt luôn. Chứ tí nữa tắt máy đi mà bảo thôi chị mang về, chị mang sang đây diễn thôi là em. Đây này còn cho em nguyên một bịch cà chua nhà chồng nè. Trời ơi, cà chua sạch. À, nhưng mà em tưởng là nãy giờ em tưởng là đây này, chị nhìn cái chỗ này em tưởng là cà chua nó gọi là trồng heo dạng gì đó ta quên rồi. Em xin lỗi mọi người, không phải ăn châm biếm nhưng mà tại vừa nãy nó có cái này. Em nhìn không rõ, em tưởng nó bị chị để cũng tuổi thọ nó cũng cao rồi á. Ok, nếu mà nó còn mới thì ok. Cà chua đó toàn là món dân dã ở quê được không á. Không, cái này em thấy có ý đồ hết đó mọi người. Cái này để mang ra nấu lẩu.
vẫn còn đam mê cái này đúng lẩu luôn. Mà sao thể mang lên mà không ăn luôn, uổng kinh. Không, khổ đi, mẹ cứ nhét nhưng mà đã bảo mẹ là không có ăn. Ủa nhưng mà sao khổ quá, ăn được nhỉ? Cái lá, này, cái lá ăn lẩu đúng lẩu, lẩu được mà. Ừ. Không, không biết thì bây giờ bỏ ra. Thôi, mình để trưng bày. Mà bỏ ra ăn lẩu. Biết ơi, cất này cho cô, đừng để ai lấy nhá. Rồi, 100.000 miếng sầu riêng đó. Quý lắm đó. Quý lắm mới có ăn đây. Thôi ăn đi mọi người. Thôi ăn để cho mọi người ăn cho nó thoải mái. Ngày qua thì ngày qua cho riêng này là em chị biết đâu. Không, để chị coi này, kỹ coi chứ không mà nhìn bia làm gì nó ngắn hạn vậy. Bia nó có mấy tháng vậy? Ừ, 18 tháng 3, 22 là đúng rồi đó. Chấp nhận sự thật cho. Ôi, nói chứ mấy cái này là vui thôi mọi sao, người. Sao uống được? Chứ bình thường cái, là không cái này uống được. Không uống. Thôi. Thôi hôm nay rồi cảm ơn mọi người, để chút nữa chôn nó nữa còn màn tiếp theo hấp dẫn hơn. Đấy mọi người. Mọi người cứ đợi chờ. Mọi người đừng tin những gì mà bà Ngân nói nha mọi người. Em sợ lắm. Bởi vậy không, lâu lâu chị em gặp nhau vẫn mới lâu vui như mọi người. Bây giờ ai cũng biết là kiểu mang sao là toán chôn thôi nên là ai cũng nghĩ tính hết rồi. Lúc nãy mình đã cũng đã nghi nơi là mình cũng để đồ ăn có ăn được trên nữa rồi. Không, nhưng mà tại sao em nhớ đến muối nhá? Ý là chị cũng đâu có nói với em trước hay gì đâu, chỉ bảo sang thôi. Tại em hay coi clip chị thấy em không đăng clip nhưng mà hay coi, bị bắt quả tang rồi mọi người. Suốt ngày đi tặng muối. Tặng cho nó đậm đà. Mọi người nói là ở núi nhưng mà toàn tặng đồ biển đó, là mọi người hiểu không, chị, rồi đó. Chị quyết tâm tặng cho hết số muối của anh Khương. Chị mới cam tâm. Mấy nữa mang đi đến được một năm rồi đó mà chưa hết được một bịch muối luôn á. May mà muối không có hạn sử dụng. Muối đó về để ngâm rau. Ừ, được, cũng được luôn. Đó, còn có khô nữa không, có khô ngon. Em xin cảm ơn tấm lòng của bà chị gái em. Vâng, rất là... Nói vậy thôi chứ nó mỗi lần em qua nó khoái lắm mọi người. Không khoái đâu. Thôi, nó chỉ để cho mọi người ăn uống thoải mái. Mọi người nói yên tâm, mọi người vẫn đang ăn. Không ai ngại. Thấy không? Nó đi liên tục. Ừ. Ủa, rau, sơ chu. Liệu gạo đúng không? Ừ. Thôi ăn mọi người chứ em cũng đói quá rồi. Tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo.